Rồi buổi chiều đi dạo vòng vòng ở thành phố Đà Lạt các bạn. Mình đang đi dạo. Cái đường này là đường Đinh Tiên Hoàng, đi thẳng ra ngoài Hồ Xuân Hương các bạn. Đường rất là đẹp nha. Lâu lắm rồi đi dạo lại thành phố Đà Lạt. Giờ này là 5:03 các bạn. Mình chuẩn bị ra tới Hồ Xuân Hương. Đang đi dạo lòng vòng. Ở bên tay phải mình có một ngôi chùa các bạn. Ngôi chùa gì á, chưa thấy cái tên. Chùa Tâm Ấn. Bên này có hai bên có không nha các bạn. Xa xa thấy được Hồ Xuân Hương à. Chợ đêm Đà Lạt. Quay vô mấy quán à. Không bằng tiền mặt khi mua bán nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và an toàn trong giao dịch mua bán. Một trước giờ xe rác tập kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phát huy phong cách người Đà Lạt cùng hòa thanh lịch những khách trong kinh doanh. Bán đúng giá niêm yết, rõ ràng, xuất xứ hàng hóa. Cách mức. Không có nhan đèn, đốt bằng mã, không có thuốc lá và tuyên truyền khách hàng, không có thuốc lá và tuyên truyền nơi công cộng. Ngay chợ luôn. Đối với người dân và du khách. Chợ Đà Lạt. Nhân dân thích gìn giữ vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định, không có thuốc lá trong chợ nơi công cộng. Thấy cầu thang không? Cầu thang giờ này chưa đông đâu. Quay cái cầu thang á.
Qua dòng xe à, qua dòng xe à. Nó quay qua dòng xe, dở qua kia kìa, qua dòng xe. Đây là quay vô cái dòng xe. Yeah.
để xe này. Chợ đêm buổi tối các bạn, quá trời đông người luôn, người thôi quá trời người. Rồi đâu bị lạc. Không có chỗ lên đâu. Lên đó hả? Hả?